dâu thì tỏi. Ờ, thế bây giờ ngày xưa thôi. Bây giờ cái này nó là gia vị để làm gì đấy anh ơi? Thưa anh em này, cái này là tôi tầm mông rồi đấy. Vâng. Trước khi nướng sườn bò. À, nướng sườn bò cả. Ờ. Vâng. À, là mình phải hòa muối. À, hòa cái muối trắng ấy, kia phải không? Muối trắng đấy. Đấy muối trắng. Vâng. Sau là mới cho nó một tầm độ 2 phút cho muối nó tan. À, thế à? À, muối nó tan xong là mình mới xoa vào cái sườn bò. Xoa vào mấy cái sườn như này. Ờ, đấy, xong rồi mình mới, bây giờ anh giải thích là chú cái này. Bây giờ đấy, là mình nướng, trước khi nướng. Vâng. Ờ, mình cho muối, với là gừng. Vâng. Đấy, xong rồi mới xoa. Rồi. Xoa nó đều. Rồi. Đều cái sườn này. Vâng. Đấy, xong rồi mình mới thấm, để tầm độ 10 phút. Vâng. Đấy, 10 phút sau, là nó mới thấm vào thịt. Rồi. À, thấm vào thịt xong là mình mới nướng là nó mới thấm hết cả vào trong cái sườn đấy. Và nó ăn nó mới ngọt. À thế nó mới ngon miệng. Thế là cứ để cả cái mảng to này nướng anh. Vâng. À thế à? Vâng. Mình nướng này để cho trước khi thịt nó chín. Vâng. Là mình mới bắt đầu xẻ ra. À. Xẻ sườn ra. Rồi. Đấy, còn ăn cảm thấy không ăn được. Vâng. Mình mới xẻ ra mỗi sườn. Rồi. Mỗi người một sườn. À rồi rồi. Đấy, xong là tay trái thì cầm sườn, tay phải cầm thìa, đấy là mình mới múc cơm, để mình chặt ra đôi, đấy là thế là bây giờ anh ướp à? Vâng. Anh để anh muối nó tan á, vâng, nó tan xong là mình mới xoa vào thịt, rồi, là nó mới thấm vào thịt để nó nướng và nó mới chín thấm vào, vâng. Món này gọi là món sườn nướng của người sườn Mông à? Sườn nướng người Mông. À. Đấy là bây giờ anh mới... Gia vị thì đơn giản thế thôi, chỉ gừng vàng muối trắng. Đấy. Là không cần mì chính, là xương nó đã ngọt rồi phải không? Ừ, xương nó ngọt rồi, nhưng mà chỉ làm cái muối này. Bây giờ để anh xoa thế này. Vâng. Sườn Mông này, này xoa. À. Đấy, xoa nó kín vào. Cũng không khác gì là làm thịt treo đâu nhỉ? Không, thịt treo nó lại khác. Thế à? Ờ, thịt treo thì mình... để cho cái thịt đấy nó mới thấm vào thì mình mới ướp muối. Thịt bò thì mình mới lấy gừng. Đấy, còn thịt lợn thì không cần gừng. Rồi rồi, cái này thì là bò thì chắc chắn là phải gừng rồi. Trâu thì tỏi, bò thì gừng. Đấy, bây giờ mình xoa lần trên này trước. Vâng. Để cho nó thấm cái thịt đấy. Vâng. Xong mình mới xoa lần thứ hai là xoa ở bên dưới sườn. Vâng. Anh có miếng sườn bò ngon quá nhỉ? Bò tươi đấy nhỉ? Bò tươi đấy. À. Bò rất tâm mình là nuôi. À thế à? À, đấy là để mình chỉ chăm sóc ở gia đình ấy. Vâng. Có điều kiện. Vâng. Nhưng mổ ra như là ngày lễ. Đấy, ngày Tết thì không được mổ bò, rất là mong mình. Vâng. Đấy là bây giờ là mình chỉ lấy ở dưới chợ về. Vâng. Có điều kiện đấy, lấy chợ về. Rồi. Đấy, để mình ướp. Ướp xong là mình mới nướng. Đấy là gia đình là ít người thì lấy ít. Vâng. À, nếu nhiều người ấy thì mình mới để làm nhiều lấy nhiều rồi. Đấy là mình trong cái gia đình ít người thì mình lấy ít thôi. Vâng. Thế là phải ướp hai miếng này luôn à anh? Không, mình cả ướp hai miếng từng miếng một. À, từng miếng à? Vâng. Từng miếng một. Thế là tí nữa là nướng cả hai miếng luôn chứ? Nướng thì là mình có xiên đấy, mình nướng luôn là hai miếng cũng được. Vâng. À, tí nữa là mình xiên vào cái cây này đây à? Vâng. Xiên vào cái sắt. Vâng. Đấy, ướp là lần đầu tiên xong. Rồi. Đấy, miếng đầu tiên. Đấy, đặt đây. Vâng. Bây giờ là nó thấm rồi. Rồi. Nó chưa thấm, mình phải để 10 phút sau. À thế à? Ờ, vâng. Nó mới ướp lại là miếng thứ hai. Vâng. Ôi, miếng này toàn sụn nữa, ngon nhỉ. Vâng. Thế miếng thịt nó dày như này liệu có chín không? Phải nhiều than chứ nhỉ? Đấy là mình phải có nhiều củi đun lên. À vâng. Đấy, củi nó bốc lên. Củi thì mình ở đây thì sẵn củi rồi nhỉ? Vâng. Mái củi rồi. Vâng. Mình ướp xong. Vâng. Đấy là củi nó bốc lên đấy. Vâng. Mình phải nướng từ từ. Rồi. Không nên vội. Vâng, vâng. Vâng, tại vì cái thịt bò này là nó sát với cái sườn này đấy. Là nó dày. Vâng. Là mình phải nướng từ từ thôi. Vâng. Đấy. Thế tí nữa là ăn rất là thơm đấy. Vâng. Vâng. Có gừng vào là nó rất thơm. Vâng. Thịt bò này là nó phải... Tại vì em nhìn đấy là em đã thấy hấp dẫn rồi. Vâng, cái món này của anh là đặc biệt đấy. Đấy. Mà hôm nay thì em mới được thưởng thức. Vâng. Vâng. Thế bây giờ công đoạn là đang ướp.
Vâng. Tí nữa là anh sẽ 10 phút sau. Rồi, sau 10 phút thì anh sẽ xiên vào cái kia. Hai cái xiên này, mỗi cái một nướng và đưa ra bếp để nướng. Rồi và chúng ta sẽ tiếp tục xem cái công đoạn tiếp theo nữa nhá. Khi nướng anh ấy nướng nhá. Bây giờ mình bắt đầu nướng đấy. Mình ướp xong rồi. Rồi. Đấy thì mình lấy dao. Rồi. Mình cạo lại cái sườn. Cạo lại cái sườn ở mặt trong. Đấy. Ừ. Đấy. Rồi cạo cái màng màng đi à? Vâng. Để mình cạo thế này để cho nó để cái trước khi mình nướng cạo thế này để nó cái gia vị ấy. Vâng. Muối với lại gừng. Vâng. Làm nó mới thấm vào trong cái thịt, làm mình nướng là ra là mình nấu nó mới thơm. Vâng vâng vâng. Đấy. Tại vì cái món này đó là làm nó rất là cầu kỳ, rất là mong mình ấy. Cầu kỳ quá nhỉ. Đấy. Ăn một miếng này là nó rất là thơm, nhưng mà nó nướng ra là nó cầu kỳ đó. Vâng. Phải có nhiều củi. Vâng. Đấy. Củi bây giờ là mình mua, không nên là đi phá rừng ở trên rừng đầu nguồn. Đúng rồi, đúng rồi. Để nướng, để mình ăn. Rồi rồi. Cái này là củi là mình chở dưới xuôi lên. Đấy à? Đấy là mình mua về thôi. Không nên đi chặt ở trên rừng. Mà mua than ở dưới xuôi. Đấy. Đấy, lại phải cạo thế. Vâng. Xong bây giờ xiên. Vâng, bây giờ mới bắt đầu xiên. Đấy. Xuyên từ tảng 1. Đấy. Đấy, xiên xong sình lấy ra để nướng ấy. Anh nấu, anh đưa cho sình để mang ra nướng. Mình phải xuyên là nó cẩn thận. Đấy, xuyên xong. Đấy là mình đưa cho chủ nhà, nướng trước. Cái này là rất là mong là chủ nhà phải được phép nướng trước. Thế à? Vâng. Đấy. Và xuyên là lần thứ hai, miếng thứ hai. Vâng. Đấy. Đấy. Vâng. Miếng thứ hai là mới bắt đầu là được phép là cho người ngoài nướng. Thế à? Vâng. Đấy. Đây mới giao cho đồng chí này, người ngoài đấy. Đây. Như này thì khoảng sau bao nhiêu lâu thì sẽ được ăn? Cái này á, nó phải do mình nướng, là trước khi mình nướng, khi nào chín thì mới được phép ăn. Thế à? Không được phép là chín miếng nào là ăn miếng đấy được. Ấy, đang giỏ mỡ rồi ấy nhỉ? Sắp chín rồi đấy không? Bò này thì nó chỉ cần tái tái thôi mà. Đừng có chín quá. Đấy. Thịt nướng đây. Sườn nướng ấy. Sắp chín rồi. Anh không uống, cứ uống đi, anh không quay. Anh cần phải. Nhất là nó. Hả? Tổ kem hoa này. Ai chưa trả hạ yên đi, bẻ to này. Đầu ai mà nó phát chứ à? Ừ, tiền đâu. Nó đỏ à? Nó đỏ à? Nhiều gì vậy?
nhỏ lần đại kê này đại kê chế à thầu lúc họ chua canh khẩu như là mỗi nhà này bẻ cho trái tia về hoa lần đó đừng đỏ nó không dùng tiền cái cây trái mà nó tia đâu ông già già rồi ông già rồi lúc sinh là đây cứ đi mà nhở lúc sinh à ông sa sầu xem mà sa hầu lửa má mà ua mà tuấn leo nó để dưới tủ cột chỗ đi chỉ tao gọi nó đưa cho xây chỗ chỉ được chọn đây đó chỉ được chọn đây chứ sao muốn đào nó ai cho tuấn nói mà cho cho phèn như vậy đi sát tao mà đi nhà tao trông đi tao mình sẽ làm cái gì luôn nóng à yêu hấp dẫn đâu ôi giời gần mới ngon ta thấu quần vào trong những chiếc cái này nhỏ xuống này thấu chỉ quần vào trong thì chín bóng mà mình thấu hôi cái miếng kia thịt dày nhỉ nhiều thịt nhỉ và cái này chắc khoảng tầm độ 15 phút nữa là được rồi chứ nhỉ? Trước khi mình nướng bò này, trước khi mình nướng là nó phải chảy mỡ ra là thịt nó bắt đầu mới chín. Nhìn rất là hấp dẫn, chắc là ngon lắm đây. Món này thì thường xuyên là anh hay làm mà anh lúa. Vâng. À, anh rất hay làm món này nhá, hình lúa ấy. Rất là mông mình thì à. Cũng chỉ này thôi nhỉ. Vâng. Thế thôi. Không có cái món gì nó cao siêu hơn đâu phải không? Vâng. Chỉ cứ cái này là quá là cao siêu rồi à? Cao đấy. Thế à? Không là cứ hổ lốn luôn một nồi luôn phải không? Vâng. Cái này là có khách quý thì mình mới nướng thế này chứ. Thế à? Có nhưng mà rất là mong mình thì nó chỉ mổ con bò sang xong là mình chỉ nấu thắng cố thôi. Ôi, ăn nóng rồi. Ngon. Ngon không ạ? Ngon lắm. Ừ. Ô, anh nó cho mình dò nó, chả nó mổ lại xỉn đấy. Sơn bò. Đấy, như này nó mới đậm. Xí tô vào nó. Đấy, bây giờ là mèn mén đã xong. Và thắng cố thì cũng đã chín. Sườn nướng thì cũng chín rồi. Đấy. Nào,